Đối với con ruồi má đào Thái Lan thì mình sẽ có những cái cách nào để chọn được con giống tốt cũng như là phân biệt thế nào là con đực và con cái ạ? Vâng. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại thôn 2 xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cái con má đào Thái Lan, bà con mà lưu ý đi chọn giống thì phải nhìn cái mặt nó này, là con má đào Thái Lan là mặt nó ngắn, đuôi nó ngắn và người nó to như thế này. Còn nếu mà bà quân mà nhầm lẫn vào con ruồi cụ Lào thì cái mõ nó dài, mặt nó dài mà người nó ngắn, người nó sẽ nhổ tí tí, cái mõ nó dài và đuôi nó sẽ dài, là nó chỉ cần tầm của 2,5 cân đến 2,7 cân thôi. Nhưng quân tôi đang bế này tầm 5 cân. Về cái bề ngoài là phải nhìn là mõm ngắn này, đấy, đuôi ngắn, mặt đúng to không? Mặt đấy, to đấy, bà quân lưu ý đấy. Vâng. Như này. Vâng. To lắm. Con này khoảng được, con được mấy cân hả bác? Một người bế không bế nổi đấy. Cái này người bế, đây, không bế được đấy. Tôi này đây này. Vâng. Đó, bà con nghĩ là giả. Con này là con được con cái hả bác? Con cái ạ. Con cái đúng không? Cái đấy, mẫu đấy. Này đúng không? Vâng. Con này nói chung là hắn tôi chọn giống là toàn có 10 mẫu cả đấy. Còn dưới là 6, còn 4 vú ở trên chân trước ạ. Vâng, là tức là nếu mà cách chọn con giống, nếu mà con cái thì mình sẽ có cách chọn là như thế nào bác? Chọn giống thì nói chung là những con mà không sinh đĩa tàng tật thì là hắn có tật là chúng tôi sẽ loại ra. Còn một giái chúng tôi cũng loại ra. Thì những con mà đạt tiêu chuẩn chúng tôi mới bán, cho nên là bà con mà đã chủ chăn nuôi phải đến tận trại thăm quan, rồi thăm quan con giống, là thăm bố mẹ. Chúng ta mới nên mua giống. Vâng. Nếu như mà như cháu chẳng hạn, là cháu là cái người mà chưa biết nhiều về con giống này ấy, thì nếu mà nuôi nó thành công nhất và nó không bị rủi ro ấy, thì tầm mấy tháng là mình có thể là vào cái size nó khoảng bao nhiêu lạng thì là mình có thể bắt được, là mình nuôi là nó sẽ không bị rủi ro hả bác? Nếu mà bà con vào vào mùa đông này rồi, chúng ta là đang vào mùa vòng, vẫn đang còn vào mùa vào giống, thì chúng ta bắt con giống là chúng ta nên bắt là cái loại hơi lông lống lên một tí, hắn tầm 1 cân trở lên. Dạ vâng. Thì chúng ta nuôi hắn sẽ bảo đảm mà hắn ăn nhiều nhanh lớn. Còn nếu bà con mua cái loại mà 4, 5, 6 lạng thì cái loại đấy là cũng đang còn, nếu bà con mua 10 cặp bà con chỉ mua xuống 9 cặp thôi, mua cái tua hơn tí là ăn khỏe. Còn nếu bà con mua nhũa quá thì không máy rủ ruồng quân là cũng bằng nhau. Tức là tua lắm, tua mũi tay lắm. Vâng, rất là mỏi tay đúng không ạ? Mấy loại này là cũng rất là mỏi tay. Dạy mỗi cái. Nếu mà để theo kinh nghiệm của bác, khi mà nuôi rúi, bắt rúi là nó khoảng độ 1 kg, và nó khoảng mấy tháng bao nhiêu lúc, nếu mà tách mẹ thì khoảng bao nhiêu tháng là có thể là hắn tầm 5-6 tháng là mới được một cây kg đấy. Vâng, theo bác rất là nhiều năm nuôi rúi rồi, thì bác thấy cái giống rúi cũng như là cái giá rúi thì nó có dao động nhiều không, hay là nó cũng vẫn đều đều như thế hả bác? Nói chung là cái con má đào Thái Lan này thì là cái bà con mà đã mua con giống ở trại thì chúng tôi sẽ bao tiêu đầu ra toàn quốc. Vâng. Thì hắn hiện trừ đang giá là 800 đến 1 triệu một cân. Vâng. Chúng tôi sẽ bao tiêu đầu ra cho những bà con mua ở trại. Chúng tôi sẽ lua đầu ra cho bà con để chăn nuôi. Hiện nay thì mình có nuôi một loại này hay là có nuôi loại nữa không bác, hay là chỉ mình nguyên cái loại má đào Thái Lan ạ? Trại mình nhé. Trại đây có cả cái mốc đại Trung Quốc và má đào Thái Lan. Thì mốc đại Trung Quốc của chúng tôi anh chị dao động có tầm 3 cân một con lộn lại, là bố mẹ đấy. Vâng. Tức là mình vẫn nuôi song hành là hai loại đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Nếu mà cái tỷ lệ sinh trưởng và phát triển thì con giống má đào Thái Lan thì liệu nó có hơn nhiều so với các loại khác không ạ? Nếu mà theo kinh nghiệm của tôi thì con má đào Thái Lan và con mốc đại Trung Quốc, nếu hai mẹ mà cùng đĩa cả trong một năm thì hạch toán của chúng tôi là ví dụ quân mốc đại Trung Quốc khăn chỉ đĩa quân từ nhiều nhất là 5 quân, 4 quân, 3 quân, 2 quân, 1 quân cũng có. Thì trong một mẹ một năm thì chỉ quân tầm bán được độ 8 triệu, 7 triệu đến 8 triệu là hoặc cao lắm là được 10 triệu trong một năm của một mẹ. Nhưng quân má Lào Thái Lan này chúng tôi là đĩa từ 6 đến 8 quân, nhưng tôi bổ luống cho 6 quân thôi, thì 3 lứa mình để 2 lứa thì là đã được 6 cặp. Nếu bà quân mà nuôi thì hắn bán chỉ 6 triệu một cặp cũng được 36 triệu. Thì cái quân này phải tầm gấp 3, gấp 4 của quân mốc đại Trung Quốc. Xuất phát từ lý do như thế nào thì bác lại lựa chọn con giống má đào Thái Lan này, bác lại phát triển nhiều như vậy ạ?
thì tôi nuôi các cái loại rúi kia thì từ 2008 trừ thì nhiều loại rúi nhưng không con nào bằng cái con này cả. Vâng. Cho nên là tôi sẽ quyết định là nuôi con má đào Thái Lan. Vâng. Còn theo truyền thống từ lời trước đến trừ tôi nuôi cho nên là cái con mốc đại Trung Quốc tôi vẫn để lại để cho bà con cũng có người thích thì người ta nuôi ít nhiều và người ta đa số là con Thái Lan trừ đang đi đỉnh của tất cả con rúi ạ. À, tức là theo bác là con rúi má đào Thái Lan hiện nay thì vẫn là nhu cầu thị trường rất là lớn nhất đúng không bác? Vâng. Vâng. Thì thời điểm nào trong năm thì có thể là nuôi được rúi và con rúi nó sẽ là phát triển mạnh nhất và nó không có rủi ro nhiều bác? Kinh nghiệm của tôi thì thấy mùa nào cũng nuôi được nhưng mà trừ là vào cái mùa đang còn ấm thì vào mùa vào giống của bà con trừ thì là bà con nuôi vẫn đang còn là tốt nhất vì là đến khi mà mùa lạnh thì bà con nuôi người nào mà chăm sóc tốt thì là được còn nếu người nào mà mua về bổ vãi là cái con rúi hay bị phải phổi hay bị rủi ro không phải là cứ nhất nhất dọn cái chuồng dọn chuồng đi là con rúi sẽ bị lạnh cho nên cái phần này anh úm ra là anh sẽ ấm rồi vì là anh khô ráo sạch sẽ mà chi có hôi thối gì cái con rúi này. Trong có thấy là cái vào cái chuồng mùa đông là nó cảm giác nó hơi bí hơn và nó kiểu nó hơi khai hơn đúng không bác? Vì là chúng tôi sẽ đóng kín tại để cho thấp nếu mà bà quân mà nuôi thì chúng ta phải chuồng trại cho cẩn thận thì là anh ấm trong chuồng thì vào mùa đông là con rúi anh sẽ khỏe mạnh bình thường này. Tức là bà con khán giả là cần phải lưu ý là tránh cái gió lạnh với lại nó nóng quá đúng không bác? Rúi baby đúng không ạ? Thì mình cho ăn như thế nào cũng như là rúi trưởng thành mình cho ăn như thế nào và khi mang thai mình cho ăn như thế nào và chế độ ăn ra sao thì hôm nay bác Sâm chia sẻ cho bà con quý khán giả đâu ạ? Bà con lưu ý vào cái phần cho ăn thì nói chung là vào mùa hè chúng tôi cho con rúi ăn của buổi sáng là cho ăn mía, buổi chiều là cho ăn chia. Nhưng mà đồ ăn của nó thì nhiều, mía, chia, luồng, trúc, chảy, cổ vôi, cây sắn, cây nứa đều ăn được hết. Nhưng mà chúng tôi cho buổi sáng là mía. Nếu như bà con già có thời gian cũng như có điều kiện thì có thể đến trực tiếp thôn 2 Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa để gặp trực tiếp bác A Sâm. Bác Sâm sẽ dành thời gian để chia sẻ cho bà con cũng như quý khán giả về mô hình này.